anh chị đang cần tìm mua cho mình một cái dòng cân điện tử xe năng thì đây chính là cân điện tử xe năng A12 từ 500kg đến 2 tấn. Và trong hoàn cảnh nào thì chúng ta sẽ dùng đến cân điện tử xe năng? Chúng ta dùng cân điện tử xe năng để cân những kiện hàng công nghiệp như thế này. Và trong hoàn cảnh là chúng ta chưa có một cái cân sạc điện tử nào cả, chúng ta cũng chưa có một cái xe năng điện nào cả để chúng ta đưa hàng hóa lên cân như thế này. Và hàng hóa của chúng ta đặt trong một cái nhà xưởng rất rộng, và chúng ta cần có một cái cân mà có thể di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác và di chuyển rất dễ dàng trong nhà xưởng, thì cân điện tử xe năng chính là một sự lựa chọn hợp lý nhất trong hoàn cảnh này. Và đây chính là dòng cân điện tử xe năng A12. Chúng ta sẽ nhìn một vòng tổng quan về dòng cân này. Với cái hình dáng bên ngoài thì gần như nó không khác gì một cái xe năng tay cả, nhưng mà bên dưới càng nâng thì chúng ta có cảm biến, và bên trên thì chúng ta có một cái đồng hồ, một cái đầu cân điện tử để hiển thị trọng lượng của hàng hóa mà chúng ta cần cân. Vậy thì cái thao tác và cái cách sử dụng cân này như thế nào thì chúng ta sẽ xem tiếp nhé. Đây chính là cái sàn sắt mà chúng ta cần phải cân. Nhưng mà cái trọng lượng của pallet thì chúng ta không tính tới, nghĩa là chúng ta phải cân cái trừ bì cái trọng lượng pallet đi, chúng ta chỉ quan tâm tới trọng lượng của sàn sắt này là bao nhiêu thôi. Thì đầu tiên thì chúng ta phải khởi động cân xong rồi chúng ta đưa vào để cân cái pallet không. Trong một số hoàn cảnh mà anh chị cần trừ bì trước á, cần trừ bì trước cái trọng lượng pallet này nè, thì chúng ta mới làm theo cách này. Và nếu anh chị đã biết con số trọng lượng của pallet rồi á, thì anh chị cứ cân luôn, cân ngay luôn cái lúc mà kiện hàng trên pallet đã trừ lại. Khi mà chúng ta nâng lên thì anh chị thấy là cái pallet nó không còn chạm đất nữa. Rồi, và trọng lượng hiện thị của pallet này là 17,5 kg. Và chúng ta bấm 0 là cân nó lập tức trở về 0. Rồi chúng ta hạ cân xuống. Thì lúc này đây nè, cái cân nó sẽ nhớ được cái trọng lượng trừ bì của pallet nó là âm 17,5 kg. Đó chính là trọng lượng trừ bì của pallet. Còn bây giờ là chúng ta mới đưa cái càng nâng vào nâng cái kiện hàng. Thì lúc này đây nè, cái trọng lượng mà nó hiển thị trên màn hình số đó, trong hoàn cảnh này thì nghĩa là trọng lượng net của hàng hóa thôi, chứ nó không còn cộng cái trọng lượng pallet nữa ha. Nếu như mà anh chị mà muốn trừ bì sau á, thì anh chị cứ ngay lúc này anh chị khởi động cân lên và chúng ta cân thôi, trọng lượng bao nhiêu thì sau đó chúng ta tự trừ lại cái trọng lượng pallet. Còn trong video này demo rằng là chúng ta sẽ cân trừ bì trước cái trọng lượng của pallet anh chị ha. Rồi, còn nếu mà anh chị có cách nào mà sử dụng cân mà nó tốt hơn á, thì anh chị, nếu anh chị đang xem video này trên YouTube á, thì anh chị có để là comment. Đây con số mà nó hiện trên màn hình này là chính là cái trọng lượng của hàng hóa mà của sàn sắt mà thôi anh chị ha. Rồi, chúng ta sẽ quan tâm tới cái thông số kỹ thuật của dòng cân xe nâng A12 này. Với mức cân tối đa từ 500kg đến 2 tấn, thì tùy theo cái mức cân tối đa mà anh chị có cái độ chính xác khác nhau. Tùy theo cái mục đích cụ thể mà anh chị sẽ chọn mức cân tối đa tương ứng. Cân này sử dụng pin và có mặt màn hình LCD tiếp pin cho nó thuận lợi khi anh chị di chuyển cân nhiều bên ngoài. Một cái thông số quan trọng nữa đó là cái độ cao của càng nâng. Ở đây là khi mà chúng ta thả thấp nhất có thể thì càng nâng nó cao khoảng 9cm, thì chúng ta phải chọn lọc cái pallet nào đó nó có khoảng hở cao từ 10cm lên thì nó thuận lợi hơn. Và cái khoảng cách, cái chiều ngang của hai cái càng nâng ở đây là 36cm, thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái pallet nào mà có cái hai cái thanh giữa nó hẹp hơn 36cm thì chúng ta mới thuận lợi cân được, hoặc là chúng ta chọn cái pallet nào đó có một cái thanh ở giữa mà thôi thì mình đưa cái càng nâng vào nó thuận lợi hơn. Rồi, và chúng ta đã xem qua một cái dòng cân xe nâng điện tử từ 500kg đến 2 tấn. Đây gần như là một dòng cân điện tử xe năng giá rẻ nhất trên thị trường của thương hiệu Yahoo, vừa rẻ tiền mà vừa tiết kiệm pin cho một cái thời gian sử dụng lâu dài khi mà chúng ta cân thực tế nữa, cho nên là rất được nhiều anh chị chọn cái dòng cân xe năng A12 này. Và để tìm mua những cái dòng cân hay là tìm hiểu thêm cái thông tin về cái dòng cân này thì anh chị có thể truy cập đến những website uy tín như là cân-gia-phát.com hoặc là cân-điện-tử-gia-phát.com. Thì trên hai website này đều có những cái chuyên mục mà lớn về cân điện tử xe năng. Khi mà anh chị tìm đến những chuyên mục này thì anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về nhiều cái dòng cân nữa, giúp chúng ta có thể so sánh trực tiếp từ dòng cân giá rẻ nhất đến dòng cân kế tiếp đến dòng cân của Nhật chẳng hạn, thì chúng ta có nhìn tổng quan hơn. Mà anh chị đang xem video clip này trên YouTube thì anh chị có thể nhấn vào nút subscribe hoặc là nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sử dụng cân điện tử.
hoặc là anh chị có thể để lại những lời comment, như là nhận xét, những cái thắc mắc hoặc là những cái vấn đề gì đó mà anh chị cần Cân Tử Gia Phát hỗ trợ, thì anh chị cũng có thể để lại những cái lời comment bên dưới video này, thì Cân Tử Gia Phát sẽ lắng nghe mọi nội dung và sẽ phản hồi nhanh nhất có thể. Và nhanh hơn cả thì anh chị cứ cầm điện thoại lên và gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình. Cân Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và sẽ chia sẻ tất cả những thông tin về giá bán, về bảo dưỡng, bảo hành cũng như những cái mẹo vặt trong sử dụng để anh chị sử dụng cân nó được bền bỉ hơn. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này. Và nếu như mà anh chị cần thêm sự hỗ trợ nào khác thì anh chị cứ gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình anh chị nhé. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.